Trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện có hai khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp đóng trên địa bàn huyện Châu Thành với 46 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 34.260 người lao động tham gia làm việc, gồm các ngành nghề như may mặc, bao bì, giày da, điện, điện tử, chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm, chế biến các sản phẩm từ dừa. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết dự kiến có khoảng 18.548 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với kinh phí hỗ trợ gần 33,4 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ người lao động đang làm việc khoảng 14.838 người với số tiền khoảng 22,3 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động khoảng 3.710 người với số tiền khoảng 11,1 tỷ đồng. Cũng theo Quỹ ban nhân dân tỉnh, tỉnh Bến Tre không thuộc bốn dùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thuộc phạm vi áp dụng thực hiện các quy định tại Điều 1, Quy định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, nên sẽ không được nhận hỗ trợ. Được biết, mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người một tháng đối với người lao động đang làm việc và hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương Thời gian hỗ trợ từ tháng 4/2022 cho đến khi thực hiện xong chính sách hỗ trợ tối đa là 3 tháng.